khai trương THL Gym quận 7, phần 1. CEO Duy Nguyễn thân chinh dẫn tour, uy phong đầy ngạo nghễ. Có gì trong buổi khai trương vô tiền quán hậu độc lạ duy nhất giới gymmer? Ngày 12 tháng 12 năm 2021, THL Gym quận 7 chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sứ mệnh của BBT. Chính thức khai trương trụ Nam BBT Nam Sài Gòn, địa chỉ 102 Lý Thục Mang, phường Bình Thuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mở màn cho buổi tiệc khai trương đó chính là tiết mục tour phòng do đích thân CEO Duy Nguyễn dẫn dắt. Đích thân CEO của công ty BBT thân chinh dẫn tour, uy phong đầy ngạo nghễ. Duy nhất trong giới kinh doanh, trong buổi lễ trọng đại như ngày khai trương, có một CEO chọn xuất hiện với một trang phục tập luyện thể thao. Đó là điều không thể tưởng mà chỉ có thể xảy ra đối với Duy Nguyễn, KOL nổi tiếng kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại BBT. Chào mừng tất cả các em nhân viên của công ty BBT và chào mừng tất cả các em học viên THL Academy. Và ngày hôm nay Duy Nguyễn có một buổi tập gym đặc biệt cùng với tất cả mọi người ở đây. Mọi người hãy tập gym cùng mình nhé. Không phải để làm màu hay là chơi trội, Duy Nguyễn chọn trang phục như vậy là có dụng ý riêng của mình. Bộ trang phục gym khỏe khoắn, thoải mái nhất giúp anh cháy hết mình trong suốt chương trình THL quận 7 tour một cách trọn vẹn nhất. Hòa mình cùng tận hưởng những trải nghiệm chân thật, cốt lõi của dàn thiết bị tập luyện cao cấp Mỹ Đế High-End, gym chúa khiến quan khách không khỏi bất ngờ trước không khí gần gũi, ấm cúng trong ngày trọng đại của PPT. Phong cách tự tin, uy phong đầy ngạo khí, CEO Duy Nguyễn tự mình thân chinh dẫn tour gym, giới thiệu với quan khách từng dấu ấn thiêng liêng, tạo nên tòa thành THL Gym quận 7 vững vàng như ngày hôm nay. Đây là bây giờ nói chung là rất là thương cái bài lý mà ok tạo phải có cái tập bản vẽ đấy. Là người thiết kế từ bản vẽ sơ khai, anh theo sát nghiệm thu từng giai đoạn của công trình, nên không ai khác ngoài Duy Nguyễn là người hiểu nhất để trình bày dự án của mình. Không gian đẳng cấp, sang trọng trong từng thiết kế. Khắc phục những điểm hạn chế của những building trước đây, Duy Nguyễn đã hoàn thiện hạ tầng THL Gym quận 7 một cách hoàn hảo nhất. Theo tư tưởng duy vật nên từng quyết định của anh rất thực tế và khoa học. Tầm nhìn và định hướng của anh đã mang đến cộng đồng một tòa gym building với những tiện ích chăm sóc và rèn luyện sức khỏe đẳng cấp 5 sao cho người Việt Nam. Đúng như triết lý mà Duy Nguyễn luôn tâm niệm một chữ nhất đời gym. Không phải ngạo mạn tự xưng mình là nhất trong ngành fitness. Với anh, chữ nhất chính là sự nhất quán, một tình yêu bền vững với gym. Nhất cũng chính là chất riêng của gym chúa, không thể lẫn với một ai khác. Nên ở cái con người của Duy Nguyễn mà tồn tại đến ngày hôm nay, nó có những yếu tố rất là lạ và nó độc, không có người thứ hai. Nói chứ mình cũng có tài năng, chỉ cho mình bình thường thôi, cơ bắp hay là trí tuệ rất là bình thường. Nhưng mà mình có những cái đó là lạ, và mình dám chơi theo những cái lạ của mình đó, tâm ra mình độc nhất. Thiết kế hướng đến tiêu chí đẹp, chất. Gym chúa không ngại xuống tiền đầu tư những vật liệu xây dựng cùng trang bị nội thất, đẹp về mẫu mã, màu sắc, sản phẩm, mang chất lượng cao cấp, bền bỉ với thời gian. Từng khu vực check-in hay trần nhà ốp gỗ đều mang thiết kế sang trọng, khoa học do chính Duy Nguyễn phác thảo ý tưởng và kiểm tra thi công trong từng giai đoạn. Tòa thành thứ tư trong tứ trụ được CEO BBT ưu ái, dồn cả tâm huyết, đầu tư máu lửa, những trang bị tối tân, hiện đại bậc nhất chuẩn quốc tế. Building BBT quận 7 trở thành biểu tượng đẳng cấp 5 sao trong làng gymmer là minh chứng hùng hồn nhất, khẳng định năng lực, độ chất, không lẫn một ai của gym chúa. Với những kinh nghiệm dày dặn của mình, thì gym chúa luôn có những hoạch định mang tầm nhìn vĩ mô, đi trước thời đại. Những thiết kế của anh không chỉ đẳng cấp mà còn thiết thực và mang đến trải nghiệm đẳng cấp và bền vững với thời gian. Thiết bị tập luyện đẳng cấp, linh hồn của THL Gym quận 7. Duy Nguyễn đi lên từ gym bình dân với thiết bị thô sơ, nên anh càng trân trọng sự đẳng cấp của máy móc ngày hôm nay. Với tôi, kinh doanh dựa trên đam mê. Tôi cần có những sàn tập để đời và bản thân tôi phải cảm thấy thỏa mãn khi được tập với những chiếc máy đó. Bạn cầm vô đây, bạn kéo, cảm giác nó khác lắm. Cái cục đường beo không làm được. Nè, xuống không? Xoay ra nhẹ cái. Những dòng máy này là dòng công nghệ hoàn toàn mới, chưa từng có ở Việt Nam, được đích thân Duy Nguyễn sang Mỹ để trải nghiệm thực tế rồi quyết định đầu tư cho toàn hệ thống THL.
Và hơn hết, đây là những hệ thống máy độc quyền tại thị trường Việt Nam mà THOL tiên phong đầu tư trong giới fitness. Những máy tập với kích thước khá đồng đều, được sắp xếp khoa học đẹp mắt sẽ tạo cho bạn một cảm giác rất bất ngờ khi lần đầu tiên được chứng kiến từ cửa thang máy bước ra. THOL Gym luôn lấy chất lượng dịch vụ, hạ tầng đẳng cấp, ưu tiên hàng đầu, dàn thiết bị tập luyện là những giá trị cốt lõi trong suốt chặng đường phát triển. Khách hàng họ đã quen với những thiết bị tập luyện chất lượng đẳng cấp thì khó lòng chấp nhận một sản phẩm thấp hơn. Chuyên nghiệp nó ghi một chiếc cận gì nó mới nhất, tinh hoa nhất để đời. Tập luyện nó lên một tầm cao mới. Đúng rồi. Tầm nhìn và chiến lược phát triển của BBT trong thời gian tới. Giữa đại trà, những phòng gym mọc lên như nấm. Duy Nguyễn cực kỳ phản đối những nhà kinh doanh đang quá tập trung vào lợi nhuận, nhưng quên đi giá trị cốt lõi của ngành. Anh mong muốn khẳng định vì thế 5 sao THOL từ nội tại cho đến dịch vụ. Công ty BBT muốn nhấn mạnh dịch vụ đẳng cấp nhất bằng những đầu tư cụ thể rõ ràng, chứ không phải là bằng lời nói suông nhằm quảng cáo nâng tầm so với thực tế. Hiện tại với cơ sở vật chất đã quá hoàn hảo đạt chuẩn quốc tế, nhưng Duy Nguyễn vẫn liên tục cập nhật đầu tư trên thiết bị mới. Anh mong muốn khẳng định giá trị thực sự của gym đối với những khách hàng của mình. Tòa thành mới của hệ thống đã sẵn sàng, mái nhà chung dành cho những gymmer tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi phút giây tập luyện cháy hết mình tại THOL Gym Center chính là sự nâng niu cơ bắp của chính bạn. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.